Ok, hello, chào mọi người nha. Rất vui được trở lại với kênh video của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ cùng nhau thử đi cướp một cái bãi farm nha, xem nó có được cái gì ngon hay không. Đấy, thì lâu rồi từ ngày cái con game này ra thì mình chưa có làm những video kiểu mà đi cướp bãi farm. Đấy, thì sau khi xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bấm like và đăng ký kênh nha. Anh em nào có nhu cầu nạp bi chiết khấu từ 25-30% thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968, mình ghi dưới phần bình luận cho anh em ha. Bảo hành vĩnh viễn tất cả các gói nạp luôn. Ok, thì mình có luôn một số bãi farm hôm qua mình tìm sẵn đây nè. Đấy, thì anh em biết á, game này nó có giới hạn về việc cướp tài nguyên á anh em. Nghĩa là mà anh em muốn cướp nhiều tài nguyên á thì cái cấp độ chênh lệch là không được lớn hơn 3. Đấy, hiện tại là con ạc này của mình là đang cấp 23 rồi, nên nó trên rất là nhiều so với những cái ạc farm. Đấy, mà trong cái server này thì đa số là anh em họ khiêng hết, nên không có thể cướp được ai cả. Tại vì với lại đều là đồng minh với nhau nên không có cướp được lẫn nhau. Đấy, nên mình hôm nay mình làm một cái video kiểu như mình đi kiếm một cái bãi farm random nào đó để mình xem coi mình có kiếm được cái gì ngon hay không nha. Ok, để mình kiếm cái bãi farm nào mà nó ổn định hơn một tí đi. Ở bên đây thì toàn là cấp nhỏ không anh em ơi. Nhưng mà muốn kiếm mà có ngon thì mình kiếm phải từ cấp 10, 15 trở lên á. Thì ở đó nó mới có nhiều cái để cho mình farm. Đấy, ở đây thì mình thấy toàn là cấp 5, cấp 7 không à. Mấy cái nhà này thì đánh chắc nó không có đâu. Đấy, hình để mình lướt, mình kéo lướt thử xem. À, bên đây có một thằng nhà 18 nó đang làm gì nè. Một thằng nhà 18 nó đang làm gì nè. Đấy, ở đây cũng thấy hơi đông nè. Để mình xem có cái nhà nào cấp cao hay không. Ở khu này đông nhưng mà nó toàn nhà thấp không à. 5, 6, 7 thì không được bao nhiêu. Mình phải có nhiều cái, đang kiếm nhiều cái nhà 11, 12 này kia để mình vào mình farm. Đấy, ở đây có mấy cái nhà 11 nè. Ok, chỗ này là chỗ nào nha. Ok, mình quay vô mình vô đây mình kiếm cơm thôi coi xem có không nha. Ở đây có một cái thằng nhà 16. Ok, về tổ để mình vô thám coi. Đây, vô thám xem có cái gì ngon hay không. Anh em cướp mà muốn nhiều đồ thì anh em phải cướp cái đạo tinh binh nha. Thì nó mới có nhiều đồ và vàng. Đấy, cướp một lần như là 5 điểm thế lực. Tài nguyên tài nguyên 2m8 tiền vàng. 2m8 tiền vàng. Ê, mấy cái nhà này thấy gì mà nhiều tài nguyên á nha. Nè. Ôi, mấy cái nhà này gì mà nhiều quá. Để mình đem cái mấy cái đội của mình lên mình cướp. Đấy, cho mấy cái cho mấy con tốc hành này đi cướp cho nhanh anh em. Ok. Đấy. Chà. Mình tưởng là mấy con ạc này nó sẽ không có đồ chứ. Nè, mọi người thấy không? Nè, quá trời luôn. Quá trời vàng luôn. Trời, quá trời đồ luôn. Nhiều kinh nhờ. Đấy, nhưng mà cướp thì mọi người sẽ cướp không được nhiều nha. Tại vì nó chênh lệch cấp nhiều quá. Đấy, mọi người cướp không được nhiều. Nhưng mà so với việc mà mình dùng cái này mình đi đánh quái thì mọi người chỉ được có khoảng 120 tài nguyên cho một lần đánh quái thôi. Đấy, thì việc mình đi cướp thì nó cũng sẽ khá hơn nha. Đấy, mình không ngờ là những Athlon mà nó lại có nhiều tài nguyên như vậy luôn á. Học cấp 15 thôi mà nó đã nhiều tài nguyên như vậy rồi. Đây, khá là ngon á nha. Đấy, khá là ngon ấy. Để mình coi cái nhà 20 nè, cái nhà 20 gà quay. Cái nhà 12 này mà nó tính 20 triệu tài nguyên nè. Ra quay và chip. Để mình xem cái nhà này còn gì hay không. Đây. Vàng nó rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mình cướp không được nhiều á. Mình cướp được có 72 vàng à. Nó chênh lệch nhiều quá nên cướp không được nhiều á. Kệ. Kiếm được một ít đá, gỗ và thú, gia thú cũng được anh em. Cướp liên tục luôn. Danh lệch cấp nhiều quá, chênh lệch cấp cao quá.
anh em nào mà kiểu mà thích chơi cướp thì anh em để tầm nhà 18, 19 nè. Tầm nhà 19 thôi là anh em chơi tới 7 là anh em cướp thoải mái luôn. Anh em bung nghiên cứu này nọ thoải mái luôn. Mọi người là phải là tặc binh nha. Thứ nhất là điều kiện để cướp nhiều tặc binh nè. Đấy, tặc binh. Rồi mọi người phải là đạo tinh binh. Rồi mọi người phải nghiên cứu về cái xâm lăng sức chở nè. Đấy, cái sức chở mọi người càng nhiều quá thì mọi người cướp càng nhiều. Đây, cái sức chở nè, thấy chưa? Cái sức tải nè, trong sức tải nè. Thấy không? Sức tải 10 triệu luôn nè. Đấy, nghĩa là mình có thể cướp tối đa một lần là 10 triệu tài nguyên nha. Đấy, như mấy con ngạc hồi nãy mình trinh sát nó ra nè, mọi người thấy không? Nó ra rất là nhiều này. Rất là nhiều vàng luôn mà mình không cướp được. Thương nhân nè, đấy. Rất là nhiều vàng luôn mà mình không có cướp được tại vì nó chênh lệch cấp nhiều quá. Đấy, không cướp được. Này mình ở đây có mấy cái nhà 15 đó nè. Đấy, để mình ghim một cái tọa độ này lại để vài bữa mình qua mình cướp tiếp anh em. Đấy, mình kiếm cái tọa độ, mình lưu cái tọa độ lại để vài bữa mình qua mình cướp tiếp. Mình thấy cái này ngon nè. Mình không ngờ là những cái nhà nhỏ như vậy mà nó nhiều tài nguyên. Ui, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nhiều tài nguyên kính luôn. Nè, hai cái nhà mình mới chính xác nè. Nhà có mười mấy thôi mà quá trời tài nguyên luôn. Đá nè, đá nè, đá nè, đá 1.3 triệu đá nè. Trời ơi, tiền vàng kìa. Có nó nhiều kìa. Ủa, nó nhiều mà cấp trên lệch cấp cao quá nên mình không có cướp được bao nhiêu á. Ồ, ở đây có một thằng võ bên hậu là thằng gì rồi cướp mày luôn. Hình như là này là ạc farm của thằng này hay sao á. Đấy, ạc farm của thằng này để mình xem nó có gì không. Võ bên hậu, ồ không có gì hết. Tính cấp thử có gì không? Không có gì hết. Phí 5 điểm thể lực của mình. Ồ, thằng này sắp hết rồi. Thằng này nhiều vàng lắm em. Nhưng mà chênh lệch cấp cao quá mình cướp không được nhiều. Game này nó quy định cướp ví dụ như bằng cấp hoặc là chênh lệch 3 cấp thôi. Đấy, càng chênh lệch nó sẽ càng giảm nên mình không có cướp được nhiều. Cái này nó cũng được một cái là nó sẽ hạn chế cái việc mà giao dịch tài nguyên, bán tài nguyên. Đấy. Tạo nghĩa là ai cày clone thì người đó tự cày mà chơi chứ không có kiểu mà cày clone để bán. Đấy. Để mình chính xác thêm. Coi có nào không? Mình đang thiếu thiếu đá và da nha anh em. Mình đang thiếu đá và da để mà mình lên nghiên cứu. Trời ơi, thương nhân. Nhiều nhiều vàng ghế. Đây mình sẽ cho mình sẽ đánh thử một cái đội ngủ thứ hai cho mọi xem nè. Nó sẽ không cướp được nhiều. Đấy, nó sẽ không cướp được nhiều như cái đội tinh binh. Tinh binh thì mới cướp được nhiều thôi và cướp được vàng thôi. Không phải tinh binh thì mọi người sẽ không cướp được vàng. Đấy. Nói chung cũng an ủi được. Cái chỗ này, cái nhà thằng này cũng có 1 triệu đá nè. Cướp được cũng an ủi được. Đây mọi người thấy không? Cái đội không phải đội tinh binh đó thì nó sẽ không cướp được vàng nha. Đấy. Nó sẽ để không vàng. Đấy. Mình vàng thì ạc này còn vàng cũng khá là nhiều. Nhưng mà hiện tại là ạc mình đang cần da và đá để mà mình nâng nhà 24. Đấy. Bình thường là mình chỉ treo máy thôi, mình treo máy rồi mình treo máy xong rồi mình đi thu thập thôi. Nhưng mà dạo này thọt tài nguyên quá mình phải đi cướp nha anh em, bần cùng xin đạo tặc à. Rồi ở đây cái đá nè. Cái nhà này, nhà 12 cũng có rất nhiều đá nè. Mình đánh cái đội này luôn. Mình đánh, mọi người đánh rồi chừa đừng có cho nó thành tàn tích nha. Tàn tích là nó bay chỗ khác. Vài bữa mọi mình muốn kiếm mình farm không có.
mình nó nhảy tùm lum hết trơn á. Đấy, mình cứ đánh bình thường thôi. Đấy, đá 463 ca đá luôn. Đấy, cái đội kia thì cúp không được nhiều á nha. Để mình chính xác mấy cái nhà còn lại của cái chỗ này coi. Có cái nhà 12 nè. Nói chung hồi nãy giờ cũng cúp được khá nhiều quá anh em. Nên mình không ngờ là những cái nhà clone của server này nó lại nhiều đồ như vậy. Cái này là chắc là một một cái ad farm, một cái liên minh farm của ông nào đấy. Này không có gì hết. Không. Hết đá rồi, cái nhà nãy mình mới đánh là hết đá rồi đó. Cái nhà 12 này, để mình đánh thêm một phát nhà 12 này nữa. Đấy, 4 cái giò 8 đang về. Này không có gì hết. Này 6 mét vàng, không cúp được. Vàng không cúp được nha anh em. Ở đây, à đây, 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 có 1 triệu 2 đá nè. Cái nhà 13 này lại có 1 triệu 2 đá nè. Đấy. 1 triệu 2 đá. Ủa, nhà này cũng được nè. 840k đá, 1 triệu 8 lương thực. Cứ một lần thì ít nên mình sẽ tốn thời lực nhiều. Đấy. Mọi người thấy không? Cũng được, cũng khá khá. Chỉ có vàng vàng này kia mình cứ không được thôi. Chênh lệch nhiều quá không được. Nhưng mà những cái đá rồi đá rồi gỗ này nọ thì mình vẫn có thể cướp được nha. Nhưng mà ít không bằng việc mà mình cướp những người cung cấp. Những người cung cấp thì cướp được nó sẽ nhiều đồ ngon hơn. Ở đây thì server này thì chỉ còn được khoảng 4 năm liên minh chơi thôi. Mà liên minh hết hết 4 người, còn một cái liên minh thì liên minh kia thì cái liên minh đó nó họ kiêng suốt ngày, với lại có một số hạng mạnh hơn mình không dám cướp. Đấy, mình cướp là nhiều khi là mình trở thành con mồi luôn đấy. Đây, mình sẽ cướp nút cái nhà này cho 6 điểm thể lực cuối cùng. Hết rồi anh em, hết rồi. Đấy, cũng khá, tương đối khá anh em. Đấy, cũng khá đấy. Mà được cái đội tinh binh của mình cướp hết thể lực rồi, không cướp được nữa. Hết thể lực rồi, không cướp được nữa anh em. À, để mình xem cái nhà cấp 10 này nãy mình do thám chưa nhỉ. Đấy. Sau này mà mình mọi người chơi, mọi người thích cướp kiểu này á, thì mọi người chơi tầm nhà cấp 17, 18 thôi. Đấy. Mọi người vừa đủ lên cấp 17, 18 là mọi người đi cướp thoải mái. Đấy. Mọi người chơi tặc binh, mọi người chơi tóc chơi kỵ, mọi người đi cướp thoải mái. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Nếu mọi người thấy video này hay thì cho mình một like cái kênh nha. Đấy, anh em có nhu cầu đập game thì liên hệ mình qua số Zalo 0888 249968 nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha.